Sáng 15 tháng 8, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hội An tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch số 1219 ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An về thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch số 1728 ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tham dự hội nghị có đại biểu các cơ quan ban ngành đoàn thể có liên quan của thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ phụ trách công tác bảo trợ xã hội, hội người cao tuổi xã phường. Thời gian tới, thành phố Hội An chú trọng tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò kinh nghiệm của người cao tuổi, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách liên quan đến người cao tuổi, đẩy mạnh công tác chăm sóc y tế, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi, tạo môi trường thuận lợi cho người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi về vật chất lẫn tinh thần.